khán giả thân mến, ngày hôm nay trong khi miền Nam vẫn nắng nóng thì ở miền Bắc và miền Trung sẽ tiếp tục giảm nhiệt khi mà không khí lạnh đổ xuống. Không khí lạnh về sau chuỗi ngày nắng thì rất dễ sản sinh ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa đá này, dông lốc này hay là sấm sét nữa. Nếu như thấy trời nổi dông sét thì các bạn không nên ra ngoài. Nếu như ở trong nhà thì hãy đóng chặt các cửa sổ, cửa kính và rút tích cắm các thiết bị điện không sử dụng ra để đảm bảo an toàn nhé.